Xin chào các bạn, trở lại kênh Sô Ba Nguyễn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn là món caramel. Món ăn này ăn trong mùa hè rất là thích hợp. Mà các bạn làm ở nhà, các bạn cho tủ lạnh ăn dần hoặc là cho các cháu nhỏ ăn thì cũng là rất ngon. Thì để làm món caramel này thì các bạn cần chuẩn bị mình như sau. Trứng gà. Các bạn cần 10 quả trứng gà cho mình. Mỗi quả khoảng tầm 60g các bạn nhé. Trứng đều nhé. Các bạn cố gắng chọn trứng đều, nếu mà trứng nhỏ quá thì nó sẽ không chuẩn. Trứng nhỏ thì bắt buộc các bạn phải tăng thêm. Thì mình sẽ có 10 quả trứng gà, tầm 60g một quả. Nếu nhỏ quá các bạn cho mình một quả cho mình. Đường các bạn chuẩn bị cho mình 100g đường. Sữa đặc ông thọ. Sữa đặc ông thọ các bạn một hộp sữa đặc có đường cho mình nhé. Hộp sữa đặc này khoảng tầm 380g. Các bạn chuẩn bị cho mình hai hộp sữa tươi không đường. Hai hộp hoặc là hai túi nhé, mỗi túi rơi vào khoảng 220g. Sữa tươi không đường các bạn nhé. Và cho mình 600ml nước các bạn nhé. 600ml nước. 600ml nước này để mình pha với sữa nhé. Và dụng cụ thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo để thắng đường các bạn nhé. Và một bộ để lọc trứng khi mình đánh ra nhé. Và một cái phới để đánh trứng. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình các cái cốc như thế này. Để mình đựng caramel mình hấp. Thì mỗi một cốc như này thì các bạn đựng khoảng tầm 65cc nhé. Thì hôm nay mình ra cửa hàng nó không có loại nhỏ nên mình phải mua loại to, loại này nó cũng rơi vào 100cc. Lát nữa mình sẽ đong thấp hơn. Thì để làm caramel các bạn cứ mua cái lọ khoảng đong 65cc là đẹp. Với cả các bạn chuẩn bị cho mình hai ống vani nhé, để tí mình cho vào sữa tươi. Bây giờ mình sẽ quay sang để làm món caramel. Thì đầu tiên mình sẽ lấy trứng ra, mình đập trứng ra cho bạn xem nhé. Để đập trứng ra, trước tiên các bạn chuẩn bị mình một cái bát để các bạn đập từng quả một cho đây. Không là trứng hỏng sẽ hỏng hết, nên các bạn cẩn thận với mình nhé. Thì trước tiên là 10 quả trứng này thì các bạn lấy cho mình 6 quả trứng nguyên và 4 đồng đỏ các bạn nhé. Còn đâu thì 4 cái đồng trắng của quả nó bỏ đi. Thì bây giờ mình sẽ lấy trước 4 đồng đỏ các bạn nhé. Các bạn có thể đổ thẳng ra bát rồi các bạn vớt đồng đỏ cũng được. Đây mình lấy thẳng trực tiếp luôn. Các bạn nhớ cho mình là các bạn lấy trứng gà đỏ nhé. Các bạn đừng lấy trứng vịt mà đừng lấy trứng gà ta nhỏ quá nhé, làm nó khó. Gà ta nhỏ quá thì các bạn phải cho thêm. Làm sao mỗi quả trứng các bạn rơi vào khoảng 60g một quả là đẹp. Cái phần lòng trắng này các bạn để chế biến món gì thì chế biến nhé. Đây là lòng trắng của 4 quả. Mình sẽ để riêng nha, mình làm riêng nào. Bây giờ mình sẽ đập tiếp 6 quả trứng còn lại các bạn nhé. Sau khi trứng đập xong rồi, bây giờ các bạn lấy một cái phới các bạn đánh nhìn cho mình, đánh đều lên. Các bạn cứ đánh nhẹ nhàng nhé, đánh cho tan đều hẳn lên. Trứng sau khi đánh tan đều rồi, các bạn cho ra dây, các bạn lọc cho mình. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái dây lọc như này. Và các bạn lọc qua cho mình. Sau khi các bạn lọc trứng xong được như này, mình sẽ để trứng đây. Bây giờ mình sẽ đong sữa và nước mình đun lên để cho trứng vào. Bây giờ mình sẽ đong sữa vào đây các bạn nhé. Thì bạn cho mình hai túi sữa vào đây. Sữa không đường các bạn nhé.
Giờ sữa đặc Phú Thọ có đường mình sẽ mở nắp. Các bạn đổ vào đây nhé. Các bạn cho mình 600ml nước vào đây thì bạn đổ vào đây bạn tráng luôn cho mình. Các bạn ngoái đều cho cái sữa còn lại trong hộp nó tan hết ra nước để mình tráng ra sạch. Các bạn cũng có thể cho nước nóng nóng lên một chút các bạn tráng ra dễ cũng được nhé. Sau khi đổ hỗn hợp sữa đặc và sữa tươi không đường và nước vào đây rồi thì các bạn ngoái đều lên cho mình nhé để mình đun. Nếu bạn nào thích có vị đậm một chút thì các bạn có thể cho một chút xíu muối vào cũng được nhé. Mình thì mình không cho muối. Các bạn bắt nồi lên đun sữa cho mình nhé. Các bạn bật lửa lên các bạn đun. Các bạn đun khoảng ấm khoảng 40 đến 50 thì các bạn cho mình trứng vào, các bạn ngoái đều cho đỡ tanh. Sau khi nóng ấm khoảng 40-50 độ rồi các bạn tắt lửa cho mình. Và các bạn cho trứng vào cho mình để ngoái đều lên. Các bạn ngoái đều lên cho mình nhé. Nhớ ngoái đều lên nhé các bạn nhé. Bạn nào muốn ăn vani thì cho vào cho thơm nhé. Mình làm nhà ăn thì mình không cho. Bây giờ mình sẽ bỏ hỗn hợp sữa này ra để mình đi thắng đường để cho vào khuôn. Rồi đổ sữa này lên trên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thắng caramel nhé các bạn nhé. Các bạn đặt một cái chảo nhỏ cho mình và các bạn cho 100g đường vào. Các bạn nhớ là cứ cho 100g đường cho mình nhé. Thừa còn hơn thiếu. Thừa thì các bạn có thể chuyển sang bản dùng làm nước hàng để chế biến món ăn khác. Nhưng bạn làm thiếu thì mất công làm lại. Thì có hai cách thắng đường. Các bạn có thể thắng khô như này. Đun cho đến khi đường lên màu cánh sáng là cho nước vào. Hoặc là cách khác các bạn có thể cho nước vào, mình cho khoảng đó, các bạn cho mình khoảng 50cc nước vào, các bạn đun cho đến khi nào đường nó lên màu thì thôi. Các bạn nhớ là không cần đảo nhé, các bạn cứ thế này thôi, đun cho đường nó lên màu nhé. Đó, bây giờ mình sẽ đun cho đường lên màu. Khi đường sôi các bạn nhớ đun nhỏ lửa cho mình nhé, không nó sẽ đắng đường nhé. Đun nhỏ lửa như cho đường nó lên màu từ từ nhé. Làm caramel thì cái khâu quan trọng nhất là cái khâu thắng đường. Các bạn cố gắng là kiên trì thắng, đừng để bị cháy nó đắng thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của caramel nhé. Các bạn phải cho nó láng đều chảo vào. Các bạn chuẩn bị sẵn cho mình cốc ở đây nhé, để khi mà được cái mình cho luôn vào, không là cái nước caramel này nó rất nhanh đông lại nhé. Đó, màu này như này là được rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tắt lửa để mình sẽ cho ra cốc nhé. Các bạn nhớ cho lượng vừa đủ caramel thôi nhé, các bạn đừng cho nhiều quá nhé. Vừa đủ láng ở mặt đáy thôi. Đó, các bạn nhé. Sau khi đáng đều caramel khắp mặt khuôn thì các bạn đợi cho khô cứng lại thì các bạn mới đổ sữa lên trên nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đong sữa lên trên các bạn nhé. Thì các bạn lấy một cái ca các bạn đong cho dễ. Các bạn đổ từ từ thôi. Các bạn đổ thôi, cái khuôn này của mình nó to nên mình chỉ đổ tới 2/3 khuôn thôi. Vì khuôn này của mình 100ml cơ. Còn khuôn chuẩn của nó là khoảng 670ml thôi. Các bạn cứ rội đều thế, còn bạn nào không có ca thì có thể lấy môi các bạn múc vào cũng được. Không sao hết.
Các bạn nhớ là caramel cứng thì các bạn mới đổ trứng lên nhé. Còn cái khuôn của mình ấy là nó to nên mình chỉ để 2 phần 3 thôi. Vì nếu mà đổ đầy mình cũng ngược lại nó nặng, nó chảy xệ, nó làm cho cái caramel nó không được đẹp. Đấy, còn các bạn cứ mua khuôn chuẩn, các bạn đổ đầy không sao hết. Sau khi đổ xong thì các bạn sẽ hớt bọt để mình đem hấp các bạn nhé. Sau khi đậy nắp xong, các bạn cho vào một cái sừng hấp như này cho mình nhé. Đó. Các bạn đặt một xoong nước sôi cho mình như này nhé. Sau khi nước sôi, các bạn cho sừng hấp vào cho mình. Các bạn nhớ là cho sừng hấp vào thì các bạn giảm lửa nhỏ nhé, không được hấp to lửa nhé, vì sẽ bị dỗ mất cái caramel. Thì lượng caramel này mình cho nhiều này thì mình sẽ hấp khoảng tầm 40 đến 50 phút, thì các bạn sẽ kiểm tra tầm đấy là sẽ chín nhé. Cái quan trọng nhất là các bạn hấp và cho nhỏ lửa, các bạn đừng cho to nhé. Đó, các bạn tính bấm giờ cho mình, sau đó là các bạn sẽ kiểm tra, mình sẽ đậy nắp vào và mình hấp thôi. Vậy là sau khi hấp caramel, các bạn đổ caramel như này cho mình nhé. Đó, các bạn đổ caramel mịn đẹp như này cho mình, mịn luôn nhé các bạn nhé. Đó, nước thì các bạn chắc vớt đi, còn không thì các bạn lấy giấy thấm, giấy ăn các bạn thấm nhé. Bây giờ mình sẽ để nguội để mình cho ra đĩa các bạn xem nhé. Đây là thành phẩm caramel sau khi các bạn để nguội, cất tủ lạnh và cho ra đĩa nhé. Thì yêu cầu caramel là mịn và mặt trên là đường thắng caramel là màu vừa phải, cánh gián không bị đắng và nước cũng vừa phải, độ béo ngậy thơm ngon. Đó. Thì các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình để xem những video tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem tổ mịn bên trong của bánh caramel nhé. Đó, yêu cầu độ là phải mịn như thế này các bạn nhé, thì mới đạt yêu cầu. Cảm ơn các bạn xem video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.